tử vi thứ hai ngày 11 tháng 9 năm 2023 của 12 cung hoàng đạo hé lộ về công danh, tình duyên, tiền bạc. Sức khỏe ngày hôm nay của bạn chính xác nhất để xem đầy đủ chi tiết đăng ký hoặc truy cập youtube tử vi mỗi ngày.vn 1. Cung Bạch Dương xem bói tử vi thứ hai ngày 11 tháng 9 năm 2023 của 12 cung hoàng đạo nói rằng Bạch Dương rất muốn hành động và đi tiên phong trong một cái gì đó. Ngày này đòi hỏi bạn phải thực hiện nhiều nhiệm vụ. Kỹ năng quản lý của bạn sẽ được thử nghiệm. Cừu rất háo hức với một lĩnh vực mới nào đó, bạn cho rằng nó rất thú vị hơn mình vẫn tưởng. Bạch Dương cảm thấy được kết nối sâu sắc với vũ trụ. Hôm nay tròm sao này sẽ dành thời gian cho bạn bè và người thân nhiều hơn. Những bạn đang yêu sẽ hiểu nửa kia nhiều hơn trong ngày này. Mọi căng thẳng sẽ được giải tỏa nhờ sự âu yếm của những người gần gũi với Bạch Dương. Hãy giải tỏa áp lực bằng cách ngồi ăn cơm với người thân hoặc bạn thân nhé. Con số may mắn của Bạch Dương ngày 11 tháng 9 năm 2023 là 12 và 45. 2. Cung Kim Ngưu Tử Vi 11 tháng 9 năm 2023 dự báo rằng Kim Ngưu dễ tổn thương và nóng tính hơn mọi ngày. Hôm nay, công việc của bạn được diễn ra theo hướng tích cực. Một vài nhiệm vụ mới sẽ giúp bạn tăng khả năng làm việc và học hỏi thêm một vài kinh nghiệm. Thái độ sẽ quyết định tất cả mọi chuyện. Hy vọng Kim Ngưu đủ bình tĩnh và tỉnh táo để không làm bản thân bị mất mặt. Những ai đang chuẩn bị cưới xin thì nên xem lại cách hành xử của bản thân nhé. Kim Ngưu đã có đủ sức mạnh để thực hiện bất kỳ nhiệm vụ vất vả nào nếu như bạn giải phóng bản thân khỏi gánh nặng tâm lý. Con số may mắn của Kim Ngưu ngày 11 tháng 9 năm 2023 là 66 và 90. 3 cung song tử song tử mạnh dạn bày tỏ khả năng sáng tạo của bản thân và theo đuổi những gì mình muốn một thời điểm tốt đẹp cho bất kỳ dự án nào đòi hỏi sự bền bỉ và khả năng chịu đựng cũng tốt cho việc thiết lập thói quen và nghi thức mới trong công việc cũng như học tập ngay cả những vấn đề nhỏ nhặt nhất cũng sẽ khiến tâm trạng của song tử giảm sút song nhi đừng có để ý lời nói của người khác quá nhiều bạn đang đa nghi quá mức rồi đó nha Song tử chậm lại với tất cả các hoạt động bạn tham gia. Lắng nghe cơ thể của bạn và làm một cái gì đó tốt cho sức khỏe của bạn. Con số may mắn của Song tử ngày 11 tháng 9 năm 2023 là 11 và 56. 4 cung cự giải xem tử vi miễn phí 12 cung hoàng đạo tiết lộ cự giải khá dũng cảm, dám làm theo trái tim mách bảo. Bạn không thể biết trước được tương lai sẽ như thế nào. Nên bạn cứ trải nghiệm với những dự án nhỏ trước mắt đã nhé. Những người phải làm bài kiểm tra trong hôm nay sẽ thuận lợi như ý. Cự giải có thể giảm thiểu những mâu thuẫn trong chuyện tình cảm của mình nếu như không đòi hỏi quá nhiều ở đối phương và không tạo áp lực cho họ thay vào đó, bạn nên quan tâm và dành tình cho họ nhiều hơn. Cự giải nên quan tâm nhiều hơn đến sự cân bằng giữa hoạt động, thư giãn và niềm vui. Bản thân mình là trên hết, đừng quan tâm đến rèm pha của thiên hạ. Con số may mắn của cự giải ngày 11 tháng 9 năm 2023 là 23 và 90. Nam Cung sư tử theo tử vi ngày mới, sư tử khó chịu, thích được mọi người quan tâm và chăm sóc mình nhiều hơn. Công việc hôm nay của bạn sẽ phải tiếp cận với một vài người lạ. Có thể là một người mới đến làm hay cũng có thể là cấp trên nào đó mà bạn chưa biết đến tại nơi làm việc của bạn. Sư tử sẽ cảm thấy lãng mạn và muốn gửi gắm tất cả tình yêu của mình lên người bạn yêu. Vẻ ngoài mềm mại và ngọt ngào của bạn sẽ làm hài lòng người yêu của bạn trong đầu tuần. Sư tử sẽ cố gắng đối mặt với những thử thách nên khả năng cao là tinh thần sẽ bị căng thẳng khá nhiều. Cố gắng thư giãn bằng những bài hát mình yêu thích nhé. Con số may mắn của Sư tử ngày 11 tháng 9 năm 2023 là 56 và 82. 6. Cung sử nữ tử vi phương Tây cho thấy sử nữ có thể cảm thấy hơi khác thường, cơ thể thay đổi một cách bất ngờ. Hãy dành cho mọi người những lời động viên và thúc đẩy họ đạt được những điều lớn lao hơn. Bạn là người nổi bật và tài năng ở cơ quan, bạn được phép chứng tỏ năng lực và truyền cảm hứng cho mọi người. Sử nữ không xử lý được sự cân bằng bên trong nên bạn sẽ rất dễ bị ảnh hưởng từ yếu tố bên ngoài tác động. Điều này vô tình khiến bạn này sinh ra những mâu thuẫn không đáng có. Sức khỏe của sử nữ bây giờ sẽ ở mức trung bình. Áp lực bạn gặp phải không phải là một lý do để từ bỏ chế độ tập thể dục của bạn đâu nhé. Con số may mắn của sử nữ ngày 11 tháng 9 năm 2023 là 10 và 68 và 96. bảy cung thiên bình thiên bình trở nên nóng nảy và nói lắm nghĩ nhiều hơn mọi khi đối thủ cạnh tranh của bạn sẽ cố gắng làm xấu danh tiếng của bạn ngày hôm nay họ sẽ cố gắng làm hỏng hình ảnh và ấn tượng của bạn trước mặt người khác cây ngay không sợ chết đứng bạn đừng có sợ nếu mọi suy nghĩ của thiên bình trở nên đáng ngờ điều đó có thể làm mất lòng người yêu bạn nên tập lắng nghe và quan tâm người yêu của mình nhiều hơn trong ngày này. Tốt hơn hết Thiên Bình nên tránh các loại thực phẩm chế biến sẵn và đường hóa học trong chế độ ăn uống của mình vì nó có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn. Con số may mắn của Thiên Bình ngày 11 tháng 9 năm 2023 là 26 và 45. cung bọ cặp bọ cặp có tinh thần chịu hy sinh hơn hoặc gạt cảm xúc của mình sang một bên khi mặt trăng lục hợp với tiểu hành tinh vesta sự chuyên nghiệp luôn khiến bạn sáng giá trong mắt người khác nếu bạn gặp những nhiệm vụ ngoài khả năng của mình bạn sẽ tìm cách xử lý chúng thay vì trốn tránh trách nhiệm một số căng thẳng trong mối quan hệ có thể làm phiền bạn hãy nhớ rằng sự kiên nhẫn của bạn sẽ được thử thách ngay hôm nay Tất cả những gì bạn phải làm là hành động một cách thận trọng. Bọ cặp học cách sống lành mạnh thay vì chỉ biết đi làm và đi làm. Bạn cần ra ngoài cùng bạn bè, đồng nghiệp để giải tỏa bản thân khỏi những sự mệt mỏi. Con số may mắn của bọ cặp ngày 11 tháng 9 năm 2023 là 15 và 89. 9 cung nhân mã nhân mã rất nhiệt tình và có động lực để làm việc năng nổ hơn mọi bình thường cơ hội chiến thắng của bạn trong các cuộc thi gây cấn ngày hôm nay là rất cao mã nhi tràn đầy năng lượng và hay cười khiến ai cũng phải nể phục chòm sao này nên giữ vững phong độ như ngày hôm nay trong mối quan hệ hiện tại của nhân mã đối phương dường như đang muốn lẩn tránh bạn không phải vì họ hết tình cảm đối với bạn, nguyên nhân có thể là do những hành động hoặc lời nói vô tình của bạn khiến họ phải suy nghĩ nhiều. Tình trạng thể chất và sức khỏe tổng thể của nhân mã được cải thiện khi bạn giữ bình tĩnh và tăng cường mức năng lượng tích cực ổn định. Con số may mắn của nhân mã ngày 11 tháng 9 năm 2023 là 21 và 42. 10 cung Ma Kết tử vi hàng ngày 12 cung Hoàng đạo nói rằng Ma Kết thể hiện cái tôi khá quyết liệt, không chịu thua bất cứ ai. Bạn khá kín tiếng về những kế hoạch của mình. Tuy nhiên, quá khắt khe với bản thân hoặc người khác về có thể làm hỏng một mối quan hệ. Tránh xa các cuộc thảo luận dài dòng để tránh mọi xung đột. Ma Kết muốn tận hưởng buổi tối với người mình yêu. Bạn sẵn sàng đương đầu với sự thay đổi thái độ của người bạn đời, điều kỳ lạ đó là kết sẽ chịu nhún nhường để an ủi nửa kia. Tập cách ngủ sớm và thức dậy sớm, Ma kết sẽ cảm thấy phấn khởi và có tinh thần hơn hẳn. Con số may mắn của Ma Kết ngày 11 tháng 9 năm 2023 là 45 và 89. 11 Cung Bảo Bình tử vi 12 chòm sao Tây phương chỉ ra rằng Bảo Bình khá cứng nhắc nhưng làm được việc, có trách nhiệm. Bạn sẽ có tinh thần để chống lại sự bất công và phân biệt đối xử trong cơ quan. Ngày này hứa hẹn sẽ rực rỡ như ý muốn của bạn. Chỉ cần bạn dám nói thì chẳng ai dám làm trái ý bạn đâu nhé. Một mối quan hệ dễ chịu và hài hòa sẽ giúp bạn luôn hạnh phúc. Đến một thời điểm nào đó Bảo Bình sẽ nhận ra bản thân mình như thế nào trong mắt người khác không quan trọng nữa. Khi tâm trí và cơ thể Bảo Bình phù hợp, thì đây là thời gian thích hợp để bạn thực hiện nhiều công việc đã dự định từ trước. Con số may mắn của Bảo Bình ngày 11 tháng 9 năm 2023 là 30 và 55. 12 cung song ngư tử vi ngày mới cho biết song ngư chìm đắm trong mơ mộng nhưng sống rất tình cảm bạn nhận ra mình cần đặt ra một số mục tiêu dài hạn trong sự nghiệp của mình không có vấn đề nào có thể ngăn cản hoạt động của bạn trong ngày hôm nay hôm nay song ngư khiến cho đối phương vô cùng bất ngờ về tạo hình mới của mình sau một thời gian dài yêu nhau đối phương sẽ không bị nhàm chán bởi sự thay đổi từ bạn khi cuộc sống đối mặt với quá nhiều áp lực, Song Ngư có thể tìm tới phương pháp yoga hoặc thiền định. Cách tập trung vào chính hơi thở của mình sẽ giúp bạn nhìn sâu vào tâm trí của mình. Con số may mắn của Song Ngư ngày 11 tháng 9 năm 2023 là 31 và 99.